Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin Kadinat. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sĩ, cảm ơn và hoan nghênh Hạ viện đã và luôn quan tâm ủng hộ cùng với chính phủ Thụy Sĩ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ thời gian qua. Thủ tướng đề nghị Ngài Chủ tịch và Hạ viện Thụy Sĩ thúc đẩy, ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, dịch vụ du lịch. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Sĩ mở rộng đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Thụy Sĩ tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy việc sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA trong thời gian tới với kết quả cân bằng và cùng có lợi. Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp với Thụy Sĩ cũng như các nước thành viên khác trong khối EFTA để sớm thu hẹp khoảng cách đối với những nội dung còn tồn tại giữa hai bên. Cảm ơn Thụy Sĩ cung cấp nguồn ODA cho Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả chương trình hợp tác của Việt Nam và Thụy Sĩ giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, trị giá gần 76 triệu đô la Mỹ với các ưu tiên là tăng cường năng lực cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tri thức, ứng phó với các thách thức mới về phát triển và biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, phát huy vai trò tích cực là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Martin Kadinat cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp của đất nước, con người và văn hóa Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Thụy Sĩ, đánh giá Việt Nam đang phát triển năng động với các sản phẩm mới như xe điện. Ngài Chủ tịch cho biết, ông và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc trao đổi thực chất và cởi mở về những biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là ở kênh nghị viện, đồng thời có cuộc làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực. Ông khẳng định Việt Nam có vai trò chiến lược trong quan hệ của Thụy Sĩ với khu vực Đông Nam Á. Ngài Chủ tịch cho biết, qua trao đổi, các doanh nghiệp Thụy Sĩ như Nestlé đều cho biết hài lòng với môi trường kinh doanh tại Việt Nam và sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại đây. Ông khẳng định Thụy Sĩ sẽ tiếp tục ưu tiên Việt Nam về hỗ trợ phát triển, thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực với Việt Nam. Thụy Sĩ quan tâm và mong muốn sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA, kỳ vọng hai bên có thể ký kết trong năm 2024. Cũng tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của Thụy Sĩ vào việc gìn giữ hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới. Ngài Chủ tịch khẳng định Thụy Sĩ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Ginbeck Humbo đang thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn ILO đã hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu và xây dựng Bộ Luật Lao động lần đầu tiên vào năm 1994, sửa đổi vào các năm 2012 và 2019. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam là thị trường lao động tương đối lớn với 52,3 triệu lao động. Chất lượng lao động ngày càng nâng cao, nền kinh tế cơ bản bảo đảm việc làm cho người lao động. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nhất định về lao động và công đoàn, với hệ thống pháp luật về lao động và an sinh xã hội ngày càng được hoàn thiện, quản trị thị trường lao động ngày càng hiệu quả hơn. Tổng Giám đốc ILO Ginbeck Humbo cho biết, ILO nói riêng và Liên Hợp Quốc nói chung, lấy Việt Nam, một quốc gia xã hội chủ nghĩa, là mô hình của sự nỗ lực, phát triển để các nước tham khảo, học tập. Mong muốn và tin tưởng Việt Nam tiếp tục phát triển để có thêm nguồn lực chi tiêu nhiều hơn cho an sinh xã hội. Thông tin tới Thủ tướng về các cuộc làm việc rất thành công của ông với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Giám đốc ILO cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các vấn đề liên quan tới lao động, việc làm. Đề nghị Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các sáng kiến của ILO liên quan lao động, việc làm. Mong muốn hợp tác cùng Việt Nam để thực hiện các sáng kiến của ILO và Liên Hợp Quốc về thúc đẩy việc làm toàn cầu, nhất là việc kết hợp các ưu thế của hai bên để thúc đẩy phát triển cân bằng cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Cảm ơn và nhất trí với ý kiến của Tổng Giám đốc ILO, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là thành viên của ILO, Việt Nam đã tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tiếp tục nghiên cứu và phê chuẩn các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Phân tích tình hình, bối cảnh toàn cầu hiện nay, Thủ tướng khẳng định
Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của ILO và Liên Hợp Quốc, đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu khả năng tham gia các sáng kiến theo lộ trình phù hợp, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, cải cách sâu rộng về hệ thống bảo hiểm xã hội và chính sách tiền lương để phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tiếp tục thực hiện các dự án kỹ thuật hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang có nhiều đổi thay nhanh chóng về khoa học, công nghệ, cũng như phải đối mặt với thách thức phi truyền thống ngày càng gia tăng. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Gimbek Humbo, Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ILO luôn là đối tác rất quan trọng, tin cậy, hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong công tác xây dựng pháp luật về lao động. Cho biết, Việt Nam là một trong những nước tiên phong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Quốc hội Việt Nam cũng là một trong những tổ chức đầu tiên của IPU có tuyên bố Hà Nội về phát triển bền vững, dựa trên các trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam chủ trương xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Nhà nước đóng vai trò tác nhân điều phối quan hệ giữa giới chủ với người lao động. Đặc biệt trong giai đoạn đại dịch vừa qua, Việt Nam là một trong những nước hỗ trợ cho cả người lao động và người sử dụng lao động và là nước duy nhất trên thế giới thông qua một nghị quyết có ý nghĩa như luật để các địa phương áp dụng cơ chế đặc cách, đặc biệt, đặc thù để đối phó với đại dịch. Khẳng định Việt Nam luôn hướng đến tăng trưởng nhanh bao trùm, đạt hai mục tiêu quan trọng 100 năm. Đó cũng là cơ sở để Việt Nam đưa ra cam kết tại COP26 giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Quốc hội Việt Nam đang tập trung xây dựng hệ thống pháp luật nhằm kiến tạo thể chế và phát triển, phục vụ cho công cuộc chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số. Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GDP là 20% năm 2025 và 30% năm 2030. Chủ tịch Quốc hội mong muốn ILO hỗ trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong nghiên cứu, xem xét, đánh giá và có những quyết sách quan trọng, sáng kiến có tính chất toàn cầu. Cho biết đã đưa vào chương trình giám sát tối cao của Quốc hội năm sau vấn đề về đầu tư công trên tinh thần ngày càng siết chặt kỷ luật kỷ cương về ngân sách. Tổng giám đốc ILO bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam đã có quá trình phục hồi tốt sau đại dịch và hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng đề ra cho năm nay. Cho rằng nếu Việt Nam cân nhắc tích cực để trở thành một trong những nước tiên phong tham gia thực hiện sáng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về thúc đẩy toàn cầu về an sinh xã hội, cũng như sáng kiến Liên minh toàn cầu về chuyển dịch công bằng, thì đây sẽ là cơ hội rất tốt để kết nối các nguồn lực hỗ trợ cân bằng lợi ích về mặt xã hội và kinh tế. Tổng giám đốc ILO cũng cho biết, đại diện các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chia sẻ, một trong những thách thức đang gặp phải là một số dự án hợp tác phát triển đang bị lãng phí nguồn lực do sự chậm trễ trong thủ tục đầu tư. Nhấn mạnh, các tổ chức Liên Hợp Quốc cũng đang làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy việc thực hiện các dự án này. Quan tâm đến người cao tuổi cũng là khẳng định trách nhiệm với thế hệ mai sau. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi kiến nghị chính phủ nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách hiện hành theo hướng nâng cao trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội. Ngoài ra, Ủy ban cũng mong muốn được bố trí nguồn lực thực hiện luật người cao tuổi, các chính sách, chương trình, đề án đối với người cao tuổi, nâng cấp cải tạo các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội người cao tuổi các cấp. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật chính xác số liệu về người cao tuổi hiện có, điều kiện sống, số người được hưởng các chế độ, chính sách xã hội. Từ đó tính toán chính xác nhu cầu nguồn lực chăm sóc, đồng thời nghiên cứu vấn đề người cao tuổi ở các nước có dân số già để rút ra những bài học, kinh nghiệm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương có phương án hỗ trợ kinh phí, bảo đảm 100% người cao tuổi có bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, sáng nay sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12 đã kết thúc với yêu cầu mạnh mẽ từ người đứng đầu. Các cấp công đoàn cần chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là tại thời điểm diễn ra Đại hội Công đoàn dịp Tết và cuối năm. Dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn ký mới 2.456 bản thỏa ước lao động tập thể, đạt 149,02% chỉ tiêu năm. Đề xuất thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn giữa ca tại 3.614 đơn vị doanh nghiệp, đạt 95,18% chỉ tiêu giao.
Cùng với nhiều kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 12 nói chung và 6 tháng đầu năm nói riêng, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là tại thời điểm diễn ra Đại hội công đoàn dịp Tết cuối năm. Tham mưu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bức xúc lo lắng của người lao động, nhất là trong bối cảnh tình hình doanh nghiệp được dự báo tiếp tục còn khó khăn. Đồng chí cũng lưu ý, từ nay đến Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc phải triển khai rất lớn, đặt trong bối cảnh kinh tế xã hội còn có nhiều khó khăn, cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp ở đơn vị, địa phương, cụm phụ trách, bảo đảm tiến độ. Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bổ sung 3 đại biểu tham gia Ban chấp hành Tổng Liên đoàn và chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa 12. Nhằm phát huy giá trị tiềm năng của tài liệu lưu trữ để đưa ra phục vụ xã hội đồng bộ và kịp thời, sáng nay tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công bố tài liệu lưu trữ quốc gia. Đây là diễn đàn mở, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị lưu trữ tài liệu từ trung ương đến địa phương, cơ quan quản lý văn hóa, các nhà nghiên cứu và công chúng. Tại tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công bố tài liệu lưu trữ quốc gia, các đại biểu đã làm rõ những hạn chế hoạt động công bố tài liệu lưu trữ là còn tự phát, ngắn hạn, phân tán, thụ động, thiếu tính định hướng trong chiến lược, hệ thống. Đồng thời, chưa có nhiều đổi mới, chưa khai thác được thế mạnh của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Công tác thông tin tuyên truyền chưa sâu rộng, thường xuyên, bài bản, ít nhiều hạn chế đối tượng biết đến. Để công bố một cách có hiệu quả tiềm năng thông tin, qua đó phát huy tối đa giá trị của tài liệu lưu trữ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các đại biểu khẳng định cần đẩy mạnh thực hiện chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung đầu tư mới cũng như liên kết phát huy các kết quả của các công trình lưu trữ trong một chương trình tổng thể, phải đổi mới hoạt động công bố, đặc biệt là xu hướng tiếp cận đối với công chúng trẻ, trao đổi mở ra những hướng hợp tác giữa các lưu trữ quốc gia, lưu trữ lịch sử địa phương, các bảo tàng, di tích văn hóa. Mặc dù Nghị định số 39 của Chính phủ đồng ý cho phép thí điểm đấu giá biển số ô tô từ ngày mai, ngày 1 tháng 7, tuy nhiên phiên đấu giá đầu tiên dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 8 tới. Đây là thông tin vừa được Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra trong cuộc họp báo của Bộ Công an vào sáng nay. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, dự kiến từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, danh sách biển số xe ô tô đấu giá sẽ được đưa lên trang đấu giá quốc gia, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang web của Cục Cảnh sát Giao thông để người dân biết, lựa chọn biển số xe ô tô tham gia đấu giá. Dự kiến từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ được tổ chức. Cục Cảnh sát Giao thông đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu giá và công tác giám sát đấu giá cho cán bộ chiến sĩ, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ công tác đấu giá, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ cho việc quản lý, giám sát đấu giá. Cũng trong buổi họp báo sáng nay, Bộ Công an cho biết liên quan đến giao dịch tiền ảo Pi xuất hiện trong thời gian qua, cơ quan này đang phối hợp với công an các địa phương làm rõ những hoạt động liên quan đến giao dịch và cách thức chi trả. Đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đánh giá, đây là vấn đề lớn liên quan đến các hoạt động tín dụng tiền ảo xuyên biên giới trên không gian mạng. Các hoạt động này có dấu hiệu của hoạt động lôi kéo đa cấp, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người tham gia. Tiếp theo chương trình, động thổ dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn Long An. Kết thúc tốt đẹp và an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức lễ động thổ dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Long An. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Long An cùng đại diện các đơn vị thi công và người dân trong tỉnh đã tham gia. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long để tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc khởi công xây dựng đường vành đai 3 là sự kiện trọng đại có ý nghĩa vô cùng to lớn, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Để dự án thực hiện đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Long An yêu cầu chủ đầu tư dự án cần phải bám sát,
quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư, bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật. Đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật để đưa toàn dự án vào sử dụng trong năm 2026. Thưa quý vị, so với mức tăng trưởng 3,32% của quý 1, tăng trưởng kinh tế trong quý 2 đã có những dấu hiệu chuyển biến khi tăng 4,14%. Tuy nhiên, những dấu hiệu này chưa thực sự mạnh mẽ. Tính chung 6 tháng, GDP của nền kinh tế chỉ tăng 3,72%, với mức tăng trưởng tương đối thấp của 6 tháng đầu năm. Mục tiêu tăng trưởng 6,5% cả năm khó đạt được trong bối cảnh những biến số kinh tế thế giới còn nhiều và kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, khó khăn vẫn là bức tranh chung khiến tăng trưởng kinh tế chưa như kỳ vọng. Nhưng về căn bản, sự ổn định kinh tế vĩ mô và nỗ lực gỡ khó cũng đã đưa nhiều chỉ số giảm trong thời gian dài và ghi nhận mức tăng trở lại vào những tháng cuối quý 2. Tuy không nhiều nhưng cũng cho thấy sự chuyển biến của nền kinh tế. Quý 2 thì các cái chỉ tiêu kể cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ cũng đều tích cực hơn so với quý 1 khi mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Từ trung ương đến địa phương trong việc là chúng ta sẽ tháo gỡ những cái khó khăn thể hiện bằng những cái con số tích cực dần từ quý 1 cho đến quý 2. Dù có chuyển biến tuy nhiên khó khăn vẫn hiện hữu kéo chậm tăng trưởng ở một số động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong nửa đầu năm 2023, khu vực công nghiệp và xây dựng, động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng ghi nhận mức tăng thấp nhất chỉ 2,5%. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm chỉ tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023. Cầu thế giới giảm như vậy thì với cái sự sụt giảm đơn hàng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sản xuất trong nước. Ví dụ như là dệt may, da giày hay là sản xuất chế biến gỗ, sản xuất sơn tùng bàn ghế, sản xuất kim loại. Trong khi đó, xuất nhập khẩu cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh. 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cũng ghi nhận mức giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm của nhập khẩu rất sâu trong 6 tháng. Thì phân tích kỹ thì cho thấy là quý 1 thì đã giảm sâu rồi, nhưng tình hình của quý 2 là còn giảm sâu hơn nữa. Và trên cái bức tranh của xuất khẩu sụt giảm như vậy thì đồng thời nhập khẩu cũng lại sụt giảm tương tự, và với một cái bức tranh là quý 2 sụt giảm sâu hơn quý 1 thì cho thấy là cái năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước phục vụ cho sản xuất trong nước và phục vụ cho xuất khẩu vẫn đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, để tăng trưởng 6,5% cho cả năm 2023 thì 6 tháng đầu năm GDP phải tăng 6,2%. Tuy nhiên, hết 6 tháng GDP chỉ đạt mức tăng 3,72%, tức là đạt hơn một nửa mục tiêu. Với tốc độ phục hồi hiện nay, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, mức tăng trưởng cuối năm cần phải lên tới 9%. Đây là mục tiêu đầy thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục khó khăn, đặc biệt khi con số tăng trưởng được so sánh trên nền tăng trưởng cao của năm 2022. Liên quan đến vụ sập ta luy nghiêm trọng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mà truyền hình Nhân dân đã thông tin, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cùng các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đã quyên góp hỗ trợ gia đình hai nạn nhân tử nạn với số tiền là 209 triệu đồng. Đến 9 giờ sáng ngày 30 tháng 6, thành phố Đà Lạt đã kêu gọi và hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở ta luy tại địa bàn. Ngoài ra, những người bị thương cũng được hỗ trợ gần 20 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao công an tỉnh chỉ đạo điều tra vụ việc. Nếu có dấu hiệu hình sự thì sẽ khởi tố theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra cùng lúc ở cả 63 tỉnh thành phố với hơn 1 triệu thí sinh tham gia. Sau 2 ngày thi đã khép lại an toàn, bảo đảm tính nghiêm minh của một kỳ thi được tổ chức trên quy mô lớn. Kỳ thi khép lại nhưng những ấn tượng đẹp, những cảm xúc khó quên của thí sinh, phụ huynh và cả những bạn trẻ tình nguyện thì vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người. Đó chính là những yếu tố tích cực cần được ghi nhận trong kỳ thi năm nay.
Hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trọn vẹn trong 2 ngày. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giúp thí sinh bình tĩnh, tự tin đi thi, đồng thời không gây xáo trộn và áp lực về giao thông tại các thành phố lớn. Dù mưa hay nắng, dù thí sinh gặp bất cứ khó khăn nào, những cánh tay luôn sẵn sàng đưa ra giúp đỡ thí sinh lên tới phòng thi. Tai nạn xe thì trước hôm thi khoảng 20 hôm, vì giờ có bị gãy chân rồi ạ. Thì bọn em kiểu sẽ không để các anh chị bị cái chấn thương mà làm giảm đi cái tinh thần trong bước vào cuộc thi và làm sao để chị được lên được phòng thi mà không gặp vấn đề. Hòa vào trong dòng thí sinh đi ra sau buổi thi, chúng tôi bắt gặp cả những thí sinh đặc biệt. Cách đây vài năm, đang học lớp 12 thì lập gia đình và bây giờ đang mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ. Nhưng thí sinh này vẫn muốn hoàn thành tốt chặng đường học hành còn dang dở. Bụng bầu cô mình cũng rất là mệt, nhưng mà cháu vẫn cố gắng hoàn thành tốt bài thi để nâng cấp bản thân lên, mình có thể thực hiện những cái ước mơ của mình, dự định của mình sau này. Những thí sinh lớn tuổi, thời trẻ vì một vài biến cố gia đình mà chưa thể tốt nghiệp được, này cũng mong muốn được thử sức, được trải nghiệm một lần đi thi. Chưa học xong lớp 9, đã phải bươn trải kiếm sống rồi lập gia đình. Năm 2010, người đàn ông này được bầu làm trưởng thôn. 3 năm học bổ túc với nhiều nỗ lực, giờ cũng tới ngày cầm tờ giấy dự thi tốt nghiệp trên tay. Đáng mừng kiến thức cơ bản để mà hoàn thành cái nhiệm vụ để mà tuyên truyền cho vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và nhân tố nhân nước. Những cơn mưa xối xả càng nặng hạt, càng nặng trĩu gánh lo âu của người thân đang chờ. Tội cho ba mẹ đứng ngoài mưa, dằn mưa chờ đón con mình ra. Em nghĩ là mình nên cố gắng học bài học tốt và cũng là một trong con ngoan chờ giỏi. Những tiếng reo hò khép lại giây phút căng thẳng, ôn luyện. Chặng đường mới của các thí sinh cũng sẽ bắt đầu. Như được giải phóng ấy ạ. 12 năm đèn sách của bọn em kiểu trôi qua trong có đúng một nháy mắt thôi ạ. Những hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ là hành trang, là động lực đồng hành cùng các sĩ tử không chỉ trong suốt kỳ thi mà còn mãi trong ký ức của mỗi con người. Quyết tâm thi đỗ 2K5. Vâng, thưa quý vị, đã có không ít yếu tố tích cực được ghi nhận trong công tác thi cử năm nay. Dù có nhiều sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng cũng không khỏi có những phát sinh. Dù đã có những đổi mới, song không phải đã hết những băn khoăn lo lắng, còn có những điểm vẫn cần phải nhìn lại để hoàn thiện hơn trong những mùa thi tiếp theo. Những thiết bị này được thu giữ ngay trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Không chỉ có vậy mà có tới 2 nhóm đối tượng với 90 cá nhân ở 28 địa phương có mua bán thuê thiết bị gian lận. Để rồi, câu chuyện mở đầu kỳ thi với 2 môn toán văn bị lọt đề ra khỏi phòng thi ở 2 địa phương là Cao Bằng và Yên Bái từ thiết bị công nghệ cao. Qua cái này thì chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là có phải đề xuất về nghiên cứu về cái thiết bị để chống và phát hiện cái việc sử dụng thiết bị mà công nghệ cao ở được giấu ở trong người. Đề thi năm nay gây không ít tranh cãi khi có người cho rằng đề thi vừa sức, ổn định, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đề xa vào sự nhàm chán, cũ mòn. Chưa kể đề thi văn còn được nhận xét là trùng với đề thi thử của tỉnh Nghệ An với cùng đoạn trích từ truyện ngắn Vợ Nhặt. Lại cũng có ý kiến cho rằng việc trùng lặp tác phẩm là bình thường, nhưng trùng cả đoạn trích và có sự tương đồng về nội dung câu hỏi thì hơi bất thường. Quá trình đổi mới chúng ta phải đi từng lộ trình dần, và đây chính là cái mà chúng tôi đang cần nghiên cứu. Và trong quá trình làm đề thi, Thứ trưởng Bộ trưởng đã chỉ đạo về này để tiếp cận dần việc thay đổi chất lượng trong điều kiện khung chương trình của 2006, nhưng các em có thể làm quen dần cho khung chương trình của 2018. Với cái tầm nhìn gần hơn, đấy là chúng ta có thể tích hợp 2 trong 1. Kỳ thi trung học phổ thông vẫn do bộ cầm trịch, nhưng rõ ràng bộ đề phải phân hóa tốt hơn.
Một kỳ thi nữa đã đi qua, dù vẫn có những tồn tại, những sự cố ngoài ý muốn của một kỳ thi lớn, nhưng chắc chắn tất cả sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận lại và đưa ra phương án khả thi mới vào những năm học tới, để hoàn thiện hơn đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội về một kỳ thi nghiêm túc và trách nhiệm.